Rồi, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình có chút thời gian cho nên mình sẽ nói về cái siêu phẩm máy lọc nước mà chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và phải nói đây là một trong những cái sản phẩm mà tất cả nhà phân phối Amway Việt Nam hơn 300.000 người đã chờ đợi suốt 15 năm qua các anh chị. Từ những ngày đầu tiên khi mà em quay về Việt Nam thì tất cả chúng ta đều rất là háo hức và rất là khao khát để chúng ta có được một cái siêu phẩm là máy lọc nước. Thì phiên bản cũ đó các anh chị, đó gọi là máy lọc nước cũ của em quay, đó là hình bầu dục, hình tròn, một cái khối trụ tròn. Nhưng mà đối với cái phiên bản mới này thì nó sẽ dẹp hơn và thiết kế đẹp hơn, và đặc biệt là có kết nối được với những cái thiết bị thông minh, thiết kế rất là đẹp và hiện đại các anh chị. Và có thể nói một điều là đây chính là một trong những cái sản phẩm mà đoàn đội sẽ bùng nổ, và mình đã thành lập một cái cộng đồng sứ giả rừng nguyên sinh để kinh doanh những cái sản phẩm máy lọc nước và máy lọc khí của công ty. Và đối với mình cảm nhận rất là sâu sắc là máy lọc nước và máy lọc khí công ty cũng giống như là những sứ giả rừng nguyên sinh các anh chị. Và những nhà phân phối làm sao có thể mang được những cái máy lọc nước, máy lọc khí đến tận tay người tiêu dùng. Đầu tiên là có thể để cho mọi người dùng thử miễn phí để mọi người cảm nhận được cái chất lượng từ cái máy lọc nước, máy lọc khí này, và từ đó chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất cho gia đình của mình để sử dụng những cái thiết bị hiện đại, chất lượng cao mà an toàn tuyệt đối cho gia đình của chúng ta các anh chị. Đầu tiên thì nói về dòng máy lọc nước Eprin thế hệ mới này thì các anh chị sẽ thấy được là có những cái đặc điểm gì nổi bật từ cái dòng máy Eprin thế hệ mới này. Đầu tiên các anh chị có thể xem được là đối với cái dòng máy thế hệ mới này á thì chúng ta sẽ có những cái tính năng vượt trội so với những cái dòng máy cũ các anh chị, so với những dòng máy cũ. Rất là tuyệt vời. Điều đầu tiên mà các anh chị có thể xem được, điều đầu tiên mà các anh chị có thể xem được thì tất cả các cô chú các anh chị hình dung qua là nhu cầu cho cái việc là nước sạch của chúng ta là nó cực kỳ lớn cả nhà, cực kỳ lớn. Và em quay đã thống kê được đó là từ năm 2010 đến năm 2020 thì các anh chị thấy là Việt Nam chúng ta là có 100 triệu người, với 74% là người ở nông thôn và 26% là những người ở thành thị các anh chị. Nhưng mà việc chúng ta sử dụng nước máy đó là chiếm được 32% các anh chị. 32% ở nông thôn sử dụng nước máy và 78% những người ở thành thị sử dụng nước máy các anh chị. Vậy thì đây là một cái bảng hướng dẫn để cho chúng ta thấy được cái nhu cầu sử dụng nó lớn như thế nào. Tại vì đối với máy lọc nước này sẽ sử dụng cho nước máy chứ không sử dụng cho những cái nguồn nước bình thường, những nguồn nước chưa có lọc qua thì chúng ta không sử dụng được, mà chúng ta nhất định phải sử dụng cho nước máy thì cái độ an toàn cũng như là cái hiệu quả của cái lõi lọc chúng ta sẽ là tốt nhất cả nhà. Thì các anh chị nhìn đây, đây là cái tiềm năng của thị trường. Giá trị bán hàng năm 2022 đối với dòng máy lọc nước đó là 131 triệu đô la, và doanh số bán ở 55 triệu đô. Giá trung bình là 400 đô một cái thì đã bán được là 138.000 cái máy các anh chị. Và đến năm dân số 2022 là 26 triệu hộ gia đình. 100 triệu dân thì sẽ có 26 triệu hộ gia đình. Ở thành thị thì có 9,5 triệu hộ. Và ở nông thôn thì có 17,3 triệu hộ gia đình. Thì sẽ cần nhu cầu sử dụng cái máy lọc nước này các anh chị. Đó. Vậy thì đây là những cái thông số mà cả nhà mình thấy được là cái nhu cầu của xã hội bây giờ đối với những cái sản phẩm gì thì không biết, nhưng mà riêng đối với máy lọc khí, máy lọc nước thì rất là cao, đúng không cả nhà? Vậy thì liệu là bây giờ chúng ta thử đặt một cái câu hỏi là liệu cái nguồn nước ở nhà chúng ta sử dụng á đã đảm bảo được những cái điều này chưa? Điều thứ nhất đó là chúng ta đã loại được cái kim loại nặng ở trong cái nguồn nước của chúng ta ra hay chưa? Nước những cái máy lọc thông thường hiện nay chúng ta đang sử dụng 7-8 triệu, hoặc là những cái nước bình chúng ta mua chúng ta uống, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta lấy những cái nước để chúng ta nấu lên chúng ta uống, thì chúng ta có loại được kim loại nặng hay không? Và nếu như những cái loại máy thông thường hoặc là nước bình hoặc là nấu tự nấu để uống thì cái mình cảm nhận được các anh chị là rất là khó để mà chúng ta có thể lọc được tất cả các loại kim loại nặng các anh chị. Bên cạnh đó nó còn có thủy ngân, có những cái trầm tích, còn có dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc trừ sâu, rồi virus, rồi hạt vi nhựa ở trong chai nhựa, rồi chất thải dược phẩm, chất tẩy clo, và đặc biệt chất tẩy clo là rất nhiều các anh chị.
đa số nguồn nước máy bây giờ phải dùng chất tẩy clo, cho nên đôi khi chúng ta sử dụng chúng ta còn cảm nhận được cái mùi tanh của clo các anh chị, rồi vi khuẩn, rồi chất độc chì, đặc biệt đó là bào nang ký sinh trùng, tức là những cái ký sinh trùng như là sán, sán lợn, sán chó, sán lươn, những cái bào nang, tức là những cái mà có thể tạo thành cái ký sinh trùng ở trong cái đường máu từ trong cơ thể của chúng ta các anh chị. Thế thì chúng ta tự đặt câu hỏi đi, xem coi là cái máy lọc nước gia đình của mình sử dụng đã đạt những cái yêu cầu này hay chưa các anh chị. Và đây là thời điểm mà đối với em quay á, tin tưởng tuyệt đối, đây là thời điểm vàng và thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta tung cái máy lọc nước này. Và ngay trong tháng 11 này á là chúng ta sẽ tung ra máy lọc nước Eprin. Và để kinh doanh được máy lọc nước Eprin này, chúng ta phải có một cái cộng đồng, chúng ta phải có một cái chiến lược, và chúng ta phải có cái sự hỗ trợ lẫn nhau thì chúng ta mới có thể đưa được sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. Và rất là may mắn, Bình và cộng đồng Rosumer của chúng ta, đó là cộng đồng tiêu dùng thông minh thành công toàn diện, đã thành lập được một cái cộng đồng sứ giả rừng nguyên sinh. Và với cộng đồng sứ giả rừng nguyên sinh này hiện tại đang phát triển rất là tốt và giúp đỡ cho rất rất là nhiều người giải quyết được cái vấn đề kinh doanh cái máy lọc không khí các anh chị. Và Bình tin tưởng tuyệt đối trong thời gian tới thì đối với máy lọc nước của chúng ta cũng sẽ tuyệt vời như vậy các anh chị nhé. Đó, đối với máy lọc nước chúng ta cũng sẽ tuyệt vời như vậy. Rồi, và các anh chị có thể xem tiếp. Đối với cái sản phẩm của chúng ta đó thì cái lõi lọc của chúng ta đó là vượt trội so với bên ngoài thị trường các cô chú anh chị. Vượt trội so với bên ngoài thị trường. Chúng ta loại bỏ được cái gì? 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm cả hạt vi nhựa và thuốc trừ sâu, người ta gọi là BFOA và BFOS. Các anh chị loại bỏ được 99,999% vi khuẩn, có nghĩa là gần như là tuyệt đối, và loại bỏ được 99,99% virus và 99,9 cái bào nang các anh chị. Đó, và chúng ta giữ lại được cái gì? Đó là giữ lại những cái thành phần khoáng chất có lợi cho cơ thể chúng ta, như là canxi và magie có trong nước các anh chị, rất là tuyệt vời. Và chúng ta nhận được những cái kiểm chứng đầu tiên, đó là NSF là vượt qua 24 cái tiêu chí, rất là tuyệt vời. Tiêu chuẩn NSF trên ANSI là 55 loại về khả năng xử lý vi sinh vật trong nước các anh chị. Và chúng ta được một cái chứng nhận vàng nữa, một cái chứng nhận vàng về về nước lọc, đó là Quarter Quality. Rồi, và chúng ta đạt luôn một cái chứng chỉ, đó là máy lọc nước bán chạy số 1 trên toàn cầu các anh chị. Và nếu như có cơ hội dùng một cái sản phẩm gì đó cho gia đình của mình thì tất nhiên các anh chị rất là mong là chúng ta có thể sử dụng được cái máy lọc nước số 1 thế giới cho gia đình của mình, đúng không cả nhà? Rồi, chúng ta thay cái bộ lọc này rất là dễ dàng. Đặc biệt nhất là mình rất là thích cái việc thay dễ dàng này thì phụ nữ cũng có thể kinh doanh được các anh chị. Chúng ta thay trong vòng 2 phút, và mỗi một năm thì chúng ta chỉ có thay có một lần thôi và không cần công cụ. Cho nên nó có cái công thức là 2, 1 và 0 cả nhà. Bên cạnh cho đó, đây là một cái thiết bị thông minh, và chúng ta có một cái app. Chúng ta có một cái app đó là Amway Healthy Home. Và với cái app này chúng ta có thể kết nối với những cái thiết bị thông minh của Amway như là máy lọc nước, máy lọc không khí trong gia đình của mình, để mình biết được cái tình hình cái lõi lọc cũng như là tình trạng của máy, để chúng ta dễ dàng nhìn trên điện thoại đã biết được thông số các anh chị. Và thông thường các loại máy lọc nước thông thường bên ngoài thị trường thì chỉ được bảo hành có 1 năm thôi, nhưng mà riêng máy lọc nước Amway là bảo hành 5 năm. Các anh chị thấy cũng giống như là chúng ta mua một máy lọc nước Amway bằng 5 cái máy lọc nước bên ngoài. Các anh chị cảm thấy có tuyệt vời không ạ? Bình thì cảm thấy rất rất là tuyệt vời cả nhà. Đó, và Eprin là thương hiệu hệ thống xử lý nước bán chạy số 1 trên toàn cầu. Cái này không phải Bình tự nói mà là đã được chứng nhận, đã được chứng nhận, và dựa trên số lượng bán ra cũng như dựa trên số lượng sự tín nhiệm của người tiêu dùng các anh chị. Và chúng ta có cái bộ tinh lọc vượt trội với công nghệ đèn UV Select, bộ lọc carbon E3. Đây là hai cái công nghệ cao cấp, đó là UVC, UVC đèn LED và bộ lọc carbon E3. Chúng ta trải nghiệm tiện lợi, chúng ta thay bộ lọc thì nhanh chóng, có sử dụng app thông minh và rất là tuyệt vời. Đó là bán chạy số 1 có chứng chỉ NSF và chứng nhận vàng về nguồn nước các anh chị. Vậy thì đèn UVC LED này hỗ trợ chúng ta điều gì? Đó là lúc nãy mình có nói rồi, nó sẽ loại bỏ 99,999 bốn con số 9 phía sau vi khuẩn, và 99,99% virus, và 99,9 là bào nang ký sinh trùng ở trong nước các anh chị. Đó, và đây là cái hình rất là đẹp mà các anh chị có thể nhìn qua. Bên cạnh đó chúng ta còn thêm một cái màng lọc nữa,
ngoài cái đèn UV LED này ra thì chúng ta sẽ có được một cái bộ lọc carbon E3. Và bộ lọc carbon E3 này gồm có cái lớp màng lọc các anh chị. Đầu tiên là màng lọc sơ cấp, nó sẽ giữ lại các cái cặn bẩn có kích thước lớn như là cát, sạn, cặn kết tủa, bụi bẩn, giúp cho bộ lọc carbon E3 hoạt động hiệu quả đến 5.000 lít nước các anh chị, đến 5.000 lít nước. Và cái màng lọc bảo vệ là cải thiện độ trong của nước và giữ các hạt kích thước nhỏ vi nhựa, amiăng rồi mầm bệnh ở trong nước các anh chị. Và màng lọc carbon thì nó sẽ giúp điều gì? Nó giảm thiểu các chất chất thải như là chì, thủy ngân, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm nguồn nước như là thuốc trừ sâu, BFOEA và BFOS. Và cái đặc biệt là cái chất nguy hại hữu cơ, nó gọi là 123 TCB, đó là chất nguy hại hữu cơ, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như là VOCs, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và rất nhiều cái chất khác các anh chị. Phải nói là rất rất là tuyệt vời. Và màng lọc carbon E3 này làm giảm hiệu quả cũng như là chúng ta loại được 100 trên 170 chất độc hại và chất gây ô nhiễm các anh chị, bao gồm 145 chất gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, hạt vi nhựa, thuốc trừ sâu, và chất 123 TCB, chất thải nhựa phẩm, chì, thủy ngân, VOC, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, giữ lại các khoáng chất cần thiết trong nước, đó là canxi và magie các anh chị đó. Và ưu điểm của đèn CVSLED thì tiết kiệm 25% điện năng, khởi động nhanh, công suất tối đa, tuổi thọ đến 5.000 giờ, thân thiện với môi trường và tiên phong trong các hệ thống xử lý nước gia đình, là coi như là đi đầu đó cả nhà, đi đầu trong các hệ thống xử lý nước gia đình. Và đây là hai cái chứng nhận mà chúng ta có thể tham khảo các anh chị. Đó là Amway là công ty đầu tiên sản xuất hệ thống xử lý nước được chứng nhận bởi NSF, là công ty đầu tiên trên thế giới luôn nha cả nhà, về khả năng xử lý được vi sinh vật loại B trong nước, chứng nhận bởi tổ chức NSF International theo các tiêu chuẩn NSF, ANSI 42, 53, 55 và 401 các anh chị. Amway được chứng nhận giải thưởng vàng Association cho sản phẩm xử lý nước và Hiệp hội chất lượng nước, Water Quality các anh chị. Và đây ạ, hiệu quả được chứng minh nè, theo tất cả những cái tiêu chuẩn NSF trên là ANSI thì tiêu chuẩn 4 tác động đến cảm quan, tiêu chuẩn 5 tác động đến sức khỏe, tiêu chuẩn tiếp theo thì xử lý các hệ thống vi sinh vật loại ở trong nước bằng tia cực tím các anh chị. Rất là nhiều cái tiêu chuẩn ở đây, các anh chị có thể xem từ từ nhé. Và thiết kế rất là tinh tế, rất là nhỏ gọn và cực kỳ đẹp các anh chị, bảo hành 5 năm và cực kỳ tiện lợi luôn các anh chị. Chúng ta có ứng dụng thông minh đó, ứng dụng thông minh Amway Home, Amway Hygiene Home để có thể kết nối được máy lọc nước, máy lọc khí và chúng ta nhận tất cả những thông tin về máy lọc cũng như là các lỗi lọc ở ở trong điện thoại của chúng ta các anh chị, trong ứng dụng điện thoại của chúng ta, và an toàn cho gia đình các anh chị nhé. Và đây là giá bán sơ bộ của máy lọc nước này cả nhà, máy bán sơ bộ của máy lọc nước này đó là chúng ta bán cho giá bán lẻ cho nhà phân phối là 33 triệu, có 1.012 PV và giá bán cho nhà phân phối thì giảm 10%, tức là 3 triệu, là chỉ còn 30 triệu thôi cả nhà. Và màng lọc thì một năm chúng ta thay một lần, đó là 3,6 triệu, một năm chúng ta thay một lần là 3,6 triệu nha cả nhà. Và giá bán lẻ đó là 3,960 triệu. Và cả nhà mình nhớ một điều thế này, nếu như chúng ta biết cách kinh doanh cùng với Amway và chúng ta biết cách hợp tác với Amway thì chúng ta không phải tốn tiền để mua máy lọc nước, tại vì chúng ta có phương cách để làm sao chúng ta có thể sử dụng được máy lọc nước này hoàn toàn miễn phí luôn cả nhà. Đó thì cái đó mình gọi là tiêu dùng thông minh. Và để tìm hiểu kỹ hơn về tiêu dùng thông minh, tìm hiểu kỹ hơn về cộng đồng sứ giả rừng nguyên sinh, tìm hiểu kỹ hơn về cách chúng ta có thể sử dụng cái máy lọc nước này hoàn toàn là miễn phí, chúng ta nhận lại được cái tiền khi mà chúng ta sử dụng máy lọc nước này, thì chúng ta hãy liên hệ với những prosumer là những người tiêu dùng thông minh, là những người sẽ giúp cho anh chị đưa ra cái phương án tốt nhất cho gia đình của chúng ta để có thể sử dụng máy lọc nước và cũng có một cơ hội hợp tác kinh doanh với tập đoàn Amway, lớn mạnh trên toàn thế giới các anh chị, lớn mạnh trên toàn cầu. Và dự kiến thì ngày 16 tháng 11 này công ty sẽ huấn luyện tại khách sạn Woman số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, và 21 tây tháng 11 sẽ huấn luyện tại khách sạn Mường Thanh Luxury, khu E1, Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ, và 23 tháng 11 sẽ huấn luyện tại khách sạn Capella Parkview,
ở Đặng Văn Sâm, phường 9, Phú Nhuận các anh chị. Để chi? Để chúng ta hiểu rõ về nhu cầu của thị trường, để chúng ta có kiến thức chuyên sâu về nước, chúng ta có thông tin chi tiết về sản phẩm, chúng ta có công cụ hỗ trợ bán hàng và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm luôn các anh chị. Và đây là những cái hội trường ha. Và Bình thì cùng với đồng đội của chúng ta đã đăng ký để học tại Cần Thơ các anh chị. Sau khi học tại Cần Thơ thì sẽ ngay lập tức triển khai cho toàn bộ đồng đội của chúng ta vào câu lạc bộ sứ giả rừng nguyên sinh để cùng nhau phân phối máy lọc nước này. Và Bình welcome và thân mời tất cả các đối tác trên toàn quốc ở 64 tỉnh thành mong muốn nhận được những cái tài liệu quý giá nhất về máy lọc nước, mong muốn nhận tài liệu quý giá nhất về thí nghiệm máy lọc nước cũng như là những cái công cụ để chúng ta có thể kinh doanh máy lọc nước trên toàn quốc. Và các anh chị có thể đại diện ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng như bất kỳ quận huyện nào để có thể kinh doanh máy lọc nước số 1 thế giới. Thôi em ơi, được không ạ? Và cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn và rất là vui được hợp tác với các anh chị trong tất cả các dòng sản phẩm của em quay, đặc biệt là dòng sản phẩm máy lọc nước Evin. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.